Xin chào tất cả quý khách hàng đến với video tiếp theo của cơ sở đồ nấu mạnh. Vâng, hôm nay là ngày mùng 3 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Vâng, trước mặt quý khách hàng là cặp lục bình cao 1m dưới, đường kính là 40 phân. Hàng là của anh Bùi Hải ở thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng nha quý khách nhá. Cặp này có kích thước là cao 1m dưới, đường kính 40 phân. Giá là 10 triệu nha quý khách nhá. Là đục cảnh tư quý tùng cúc trúc và mai đấy. Cảnh được đục bằng te nha quý anh nhá. Cảnh đục này chiên chóc này, hàng đục te rất chi là có hồn và có sắc nha quý anh nhá, không như hàng đục bé, hàng phổ thông đục bé sẽ rẻ hơn rất nhiều tiền, còn đục te này thì giá trị nó sẽ cao hơn như quý khách hàng nhá, và nó sẽ đẹp hơn đấy. Chất liệu là gỗ sa cừ đỏ đấy. Và phía trên này, phía trên bên cơ sở em sẽ là đục chữ Hán, đục là đục chữ Phúc, Lộc và Thọ, chỉ cho nha quý anh nhá, tượng trưng cho ba ông tam đa, hút tài hút tận, hút lộc cho gia chủ. Lục bình này quý khách hàng có thể kê ở phòng thờ hoặc là phòng khách nha quý anh nhá, một là để cùng ban thờ, hai là có thể kê ở chơi ở phòng khách hoặc là cửa trước cửa nhà. Đấy. Một cặp cực kỳ là đẹp như thế này, siêu si đầy đủ, giá chỉ 10 triệu đồng. Và chúng em sẽ miễn phí vận chuyển 50 km. Nếu mà quý khách hàng xa như của anh Bùi Hải đây thì sẽ hỗ trợ em thêm khoảng 200-300 ngàn tiền phí vận chuyển nhé. Đấy, em sẽ giao tại nhà cho quý khách hàng và vận chuyển tận nơi luôn. Đấy, đấy. Vân gỗ này cực kỳ là đẹp, đục ấy, rất chi là sâu và sắc, sắc lét như thế nhé. Nếu mà quý khách hàng nào quan tâm một cặp lục bình 1m dưới, đường kính 40 phân như của anh Hải đây, có thể liên hệ ngay với em Mạnh theo số điện thoại trên màn hình là 0944 22 22 26 hoặc là 0386 6789, hoặc là quý khách hàng có thể đến địa chỉ của chúng em là ngõ Bắc Châu Hồng, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội, sang này chi tiết, hoặc là quý khách hàng có thể lên website của chúng em là đồgonaumanh.com để xem thêm các mẫu mã cũng như là công khai và giá sản phẩm trên website. Và video chúng em xin kết thúc tại đây và hẹn mọi người vào video tiếp theo nhé.